hôm trước mình có làm mấy cái giá đỗ đậu xanh để tại nhà cho các bạn. Vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cho nó cụ thể để sau này mình tự làm. Thì các bạn mua cái giá đỗ này ở ngoài chợ thì thường mình mua nó sẽ có hai loại, một loại là cái hạt nó nhỏ, một loại là cái hạt nó lớn. Nhưng mà thường mình làm mình thấy cái hạt nhỏ nó sẽ ngon hơn, giá nó sẽ ngon hơn. Và cái này mình mua tầm khoảng cỡ 32 đến 35, 38 tùy chỗ nó bán. Cái hạt đậu xanh, cái loại hạt đậu xanh này loại nhỏ nè. Có nhiều cái nó to gấp rưỡi này. Đó, thì tùy theo cái diện tích các bạn đổ nhiều hay ít mà các bạn sẽ chuẩn bị cái đồ để ngâm 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 đậu cho nó nở trước, bởi vì cái hạt nó khô mình phải ngâm trước, ngâm trước nó nở ra sơ sơ rồi lúc đó mình mới làm. Này các bạn, nếu mà cái diện tích mà mình làm nó trên cái rổ thì khoảng lớn hơn cái nắp này nè, lớn hơn cái nắp này 25 30, 25 30 40 đó. Đó, thì bạn đổ khoảng chừng này, chắc này khoảng cỡ hơn lạng, hơn 100 gram. Mà mình rửa trước đi, đổ đổ nước xong mình rửa rửa để coi nó có cái thuốc bảo vệ rồi nữa, thuốc mà chống mối một nữa. Mình rửa trước đi cho nó sạch bớt, sạch bớt rồi mình rửa một hai nước gì đó, coi cái nào nó hư cái rồi gì mình bỏ hết đi, để mấy cái mà nó hư này là sau này mình làm giá không lên, nó không lên mà nó lại thúi, nó làm cho cái rổ giá của mình nó bị thúi theo. Thì các bạn cẩn thận, các bạn lượm hết mấy cái này rồi mình đổ bớt nước đi. Bạn nào kỹ rửa 2-3 lần. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đổ nước vô, các bạn ngâm trong vòng khoảng cỡ 12 tiếng. Nhưng mà tối này mình ngâm thì sáng ngày mình đổ ra rổ được rồi. Đừng có ngâm lâu quá là nó nở nhiều, nó lên cây trong này luôn. Mà nó lên cây trong nước á, thì nó lại thúi, úng. Úng nó thúi, cho nên là các bạn ngâm khoảng cỡ 12 tiếng được rồi. Tối ngâm sáng cho ra rổ, hoặc là sáng ngâm tối về cho ra. Mình làm cũng đơn giản, này mình làm đổ giá bằng cái rổ nhựa thì mình chuẩn bị trước. Rồi, hôm qua cái đậu này mình ngâm từ tối hôm qua nè. Giờ sáng nay là nó đã nở lên mầm mầm đây rồi nè. Các bạn thấy rõ. Thì bây giờ cái này mình đổ giá là vừa, chứ còn nếu như mà mình ngâm nó ra nhiều quá mà ở trong này còn nước, nước nó ngâm rồi. Nước nó ngâm. Đó, bây giờ nước nó ngâm mà bạn để nó nhiều quá là nó úng. Úng như này, bây giờ mình chắc cái nước này ra. Rồi, cái thứ hai là mình chuẩn bị mấy cái nắp. Mấy cái nắp này mình để lên đây. À, để cho nó, cái rổ nó, tí nữa mình bỏ cái rổ cho nó cao này, nó khỏi có ngập nước. Đó, mình đổ nước đi. Đó, khoảng chừng thau này thôi. Xịt ngay. Xịt ngay đây. Rồi. Để cái rổ này. Để cái rổ này. Mình sẽ lấy cái như các bạn thấy là nước nó xít xít ở đây thôi, đừng có cao quá. Này cũng hơi ít nước, tí nữa mình đổ thêm xíu nữa để nó ngang cái thành của cái này. Rồi bạn trải cái lưới lan này, trải lưới lan này. Rồi mình chắc bớt cái nước cũ ra nha, chắc bớt cái nước cũ ra.
rồi trái đều rồi. Này nó mới lên mầm chút chút nên là không sợ gãy, làm nhẹ nhẹ tay thì nó cũng không gãy. Rồi bây giờ mình chỉ cần đậy nắp lại. Và các bạn lấy một cái lưới lan khác lớn che lại, che lại cái lưới màu đen này là nó kín. Nếu giá mà các bạn làm nó không có kín ánh sáng á, nó sẽ xanh lá. Cái lá này nó nhanh lên lá mà nó xanh, nó kín lại. Như vậy hàng ngày chúng ta thăm nom thôi, thăm nom coi nước nó có thiếu không hay là nó có bị gì không. Còn không thì các bạn để 4 ngày là các bạn có giá thì ăn. Cái này lúc sáng mới bỏ vô nè, giờ mình coi thử giá nó đến đâu rồi. Sáng mình mới thấy nó lấp lấp lấp, bây giờ bắt đầu nó lên rễ nè các bạn. Một số cái hạt nó rớt xuống dưới nó lủng, mình bỏ lên. Có thể mình thay cái nước này đi, thay cái nước để cho nó sạch, sạch khỏi nó hôi. Cái này là do cái lưới mình nó lủng, khi mình đổ vô nó chảy xuống dưới, rồi như vậy các bạn thay nước rồi các bạn để vô lại thì khoảng cỡ 2 ngày sau, 2 ngày sau bắt đầu nó lên giá rất là đẹp. Đầy lại, đầy kỹ lại cho nó khỏi ruồi lại mấy cái con bọ rồi nó vô. Ngày hôm nay sẽ mở cái giá hôm trước mình làm buổi tối, là đến ngày hôm qua, tối hôm qua là ngày thứ ba, và đến sáng hôm nay là ngày thứ tư. Đây giá mình để ở trong, nhưng mà mình lấy ra mình quay ở đây cho nó sáng mình dễ thấy. Đây còn cải nè, cải gieo đang lên nè. Cải gieo ít bữa nữa là có cải ăn. Rồi mình quay lại mình lấy giá ra. Ba la, wow, thấy rồi. Đây giá mình để quá ngày rồi, quá ngày là nó lên dài quá. Rồi như vậy các bạn thấy là mình để nước nè, nước ít xít ở dưới này nè, nó tự động. Vậy mấy bạn nói là giá nó đen, không, rễ của nó rất là trắng, rễ của nó trắng tinh luôn, không có bị đen. Vì nước này mình làm, nếu mình kỹ thì mình thay nước thôi. Mình thay nước cho nó sạch. Ngày thứ ba mà nó vẫn sạch. Còn ngày đầu, ngày sau mình thay nước đi. Thay nước đi nó sạch. Giá nó lên đều, đều đẹp. Cái giá nó rất là dài. Nó như vậy thôi. Khoảng cỡ 3 ngày là mình có giá mình ăn, 3 ngày, 4 ngày mình có giá mình ăn lên rễ. Tí nữa mình lấy ra lấy rất là dễ, mà cái này rửa sơ sơ thôi, nó cũng không có cần rửa nhiều. Rồi mình làm nước này mình sạch, rồi làm đâu này không có cát. Nhưng bình thường mình làm nước bình thường ở ngoài á mình sợ cát, chỗ này mình không có cát, mình cũng là vậy, cứ mình lấy mình ăn thôi. Đó, các bạn có thể xào hoặc là có thể là luộc hoặc là ăn sống cũng được. Giá mình làm thì ăn sống cũng được, dễ. Giá ăn sống ngọt lắm. Nó dài dễ sợ. Nếu con được quay qua bên này nè, thấy cái giá bên này nè. Cái rổ bỏ ra nè, đã dễ sợ.
tiết lên khỏi gần nửa luôn. Trồng này không có cát, trồng này là không cần cát. Tốt hơn cái bàn tay của mình 3 ngày là tốt chuyện đây nè. Không cần phải tưới nước luôn, từ ngay ngâm một ngày, ngâm từ sáng đến chiều, chiều về xong rồi bỏ cái miếng này là cái miếng lưới lan, cắt một miếng lưới lan nhỏ để lên cái rổ, để lên cái rổ này là cái rổ này. Rồi xong lấy cái rổ này, rồi lấy cái nắp chai quay vô trong, lấy cái nắp chai kê lên cho nó khỏi có dính nước nhiều là nó úng cái hạt, cho nên mình phải để cái nắp cho nó kê lên tí xíu, là mình đổ nước làm sao là nước nó xíp lên cái hạt thôi, chứ nó không có lên đến trên này. Nước ngay cái đầu của cái, còn phải quay vô chỗ bà chỉ chứ, xa ra tí gần vậy, đứng cao lên tự nhiên quay đó. Rồi như vậy mình đổ nước xít ngay chỗ cái nắp này thôi nè. Đó. Rồi sau mình để lại, rồi các bạn lấy một cái miếng này đầy lại, đầy lại xong rồi lấy cái vải, cũng là vải lưới lan, cái lưới lan luôn, tủ lại, tủ kín lại, kín lại cho ra rùi mũi rồi nó khỏi có bu vô. Đó, tủ kín lại, chỉ cần là bạn có thể thăm nó hàng ngày, còn không thì bạn cứ để vậy. 4 ngày sau là bạn có giá để ăn, 3-4 ngày sau là có giá để ăn. Cái này là làm trong 3-4 ngày nè. Rồi hy vọng mọi người có giá sạch để tự cung cấp cho gia đình mình.